Fariton Active, sức mạnh giành chiến thắng. Dạ, thì điểm mạnh của con thì theo mọi người nhận xét, con là một người vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm và giúp đỡ mọi người. Con thì không biết hút thuốc, rượu chè hay là cờ bạc. Còn điểm yếu? Dạ, điểm yếu của con thì con hơi ít nói, hay quên nữa. Nói hay quên, kỹ sư hay quên là mệt lắm à. Dạ, con cũng rất là nhát gái. Nhát gái hả? Thì đôi khi thì con cũng suy diễn thái quá nè. Suy nghĩ thái quá là sao? Dạ, ví dụ như là khi mà con gọi điện hay nhắn tin cho ai á, mà con không thấy họ trả lời thì con suy nghĩ là không biết là người họ có ghét mình không, họ rồi có thù mình không, họ như thế nào đó với mình mà họ không nghe điện thoại. Hay chắc là hôm qua họ giận mình lắm này kia đúng không? Dạ. Rồi mai mốt có người yêu á, rồi là con lại nghĩ là hay là cổ đi với người nào này kia nọ hay sao? Dạ đúng mà. Tao quay qua đây cô coi coi nè, cô coi coi hai bên. Thôi ơi, đẹp trai sáng láng. Bây giờ ra đây tôi nói sao? Nghe đi ra đây. Nay không có hòa bình với ông được, nay bắt buộc phải gây lộn nha. Là gì? Thì rắc thì muốn gây với ông vậy đó. Ủa tự nhiên kêu gây vậy? Để thích. Đàn trai ta đang ngon lành tự nhiên. Ủa đàn gái tôi cũng ngon à. À đàn rồi. Gái con nói điểm mạnh điểm yếu của mình con đi chị con. Huyền Linh. Trời ơi, nó xinh quá nha. À, giờ con nói điểm mạnh điểm yếu của mình đi con. Điểm mạnh của con là người có lập trường vững vàng. Độc lập, hòa đồng vui vẻ. Điểm yếu là gì nè? Điểm yếu chắc là cũng giống bạn nam bên kia là ít nói. Không, hai bạn không biết nói đâu. Bạn kia cái điểm yếu nhất của bạn là bạn suy diễn á, con có suy diễn không? À, dạ chắc cũng hơi hơi. Hơi hơi, hai đứa cùng suy diễn, Linh hơi. Mệt lắm á. Mệt lắm. Hai đứa suy diễn mệt lắm. Đứa nào mà quên gọi điện thoại mà không nghe đó, bắt đầu là không biết ông làm gì, ông đi với ai đây, không biết không nghe. Còn cái người mà thấy gọi hoài nó, mệt rồi cái gì rồi gọi gì đây, có vấn đề gì đây không? Rồi luôn căng lắm luôn á. Căng thẳng nha. Thôi bớt cái suy diễn đi nha. Đúng rồi, hai đứa đều phải bỏ cái đó đi. Nói được. Chung là bữa nay đàn trai cũng là trai tài gái sắc nha. Ê, chính xác, trai tài gái đúng sắc. Đúng rồi. Nói nghe nè con. Dạ. Con thích cái người con gái có một cái dáng vẻ như thế nào? Con thích một người có cái ngoại hình là cân đối, cao trên 1m52 là đủ rồi. Đó luôn. Mét nhiều, con mét nói nhiều. Chuyện dễ thương. 55. Dư sức luôn. 3m55 lận ông ơi. Dạ. Mắt mũi miệng. Con thích nhất là nhìn đôi mắt. Tóc hơi dài. Thẳng hay quăng nè. Dạ. Hỏi gì kỹ vậy? Kể tôi. Kể tôi. Hỏi gì tới quăng thẳng nữa. Kể tôi. Tôi thấy tóc là dạ, được tóc rồi. Tóc dài là được. Tóc dài là được rồi. Con ghét nhất cái gì ở người phụ nữ nè? Dạ con thì không thích cái tính gì nè? Lừa dối, tính lăng nhăng. Có lăng nhăng, có lừa dối không? Chắc không có đâu. Chắc chắn là không. Ai đi hỏi chắc như vậy không, phụ nữ ai lăng nhăng lừa dối? Trừ khi người đàn ông người ta gì này kia thôi chứ. Đúng không? Phụ nữ người ta tính chuyên lắm. Nè, gái. Dạ. Thích một mẫu người đàn ông lý tưởng như thế nào? Như chú Nguyễn Linh. Như chú Nguyễn Linh. Như chú hả? Dạ. Đẹp hơn chú thì sao con? Chú Nguyễn Linh cũng đẹp mà đây đẹp nhưng hơn mà chú. Người ta đẹp hơn chú thì sao? Càng tốt. Càng tốt. Da người ta trắng hơn chú thì sao? Không, mà con không thích con trai da trắng lắm. Thấy chưa? Thấy chưa? Hồi xưa chú cũng từng là hot boy. Được lắm à, đúng không? Bây giờ lớn tuổi thì nó cũng già cả, nó cũng xấu xí. Chú Nguyễn Linh giống y chang như bà con á, là một người đàn ông của gia đình. Rồi, cảm ơn con. Gái xinh đẹp quá, có mấy mối tình rồi? Dạ, con từng trải qua 2 mối tình. Hai mối vậy là cái mối dài nhất là mấy năm? Chắc là 1 năm hơn con. Chia tay lâu chưa con? Dạ, cũng cách đây 1 năm. Có sâu đậm lắm không? Chắc là hai bên chưa có thật sự hiểu nhau nên là tụi con quen một thời gian thì hai bên im lặng. Thì sau 1 tháng thì anh lại có người mới. Vậy mới hả? Im lặng tháng thôi có người mới rồi hả? Kỳ lạ thiệt. Mấy mối tình rồi? Dạ, chú hả? Thì con cũng hay hoặc là con chưa có trải qua mối tình hết à. Chưa có luôn hả? Dạ, thì thời đi học thì con chỉ có thích 2 bạn do tính con hơi nhát, con cũng không có nói ra. Thôi, con nắm tay bạn gái chưa? Dạ chưa, chỉ nhìn từ xa. Vậy là chưa có hôn nụ hôn đầu tiên nào hết đúng không? Dạ chưa. Trời, nhát dữ vậy trời. Vậy là con sao, con có nụ hôn đầu tiên chưa? Dạ, có rồi. Có rồi, vậy là con phải là người hướng dẫn đó. Trách nhiệm của con nặng nề lắm đó nghe. Rồi, đề nghị đàn trai là cái này mạnh mẽ lên chút xíu nha. Cắn lên. Xin mời nhà gái có nhà ý kiến gì? Đi, dạ. Đi với bạn bè đúng không? Bạn bè hả? Dạ, con chào chú Viên Linh, cô Hồng Quân, bạn chào hai bác.
Thì con thấy là anh bên này thì anh cũng hiền lành nhưng mà anh hơi nhút, nhút nhát thì bạn Quỳnh em cũng hơi nhút nhát. Khi mà trong quá trình tìm hiểu ấy, thì em mong là anh chủ động hơn một tí. Tức là bạn em nó cũng hiền lắm. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với ba mẹ chị và các anh chị đồng nghiệp ạ. Cả nhà luôn ha. Trời, một cả gia đình luôn. Kính thưa chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, kính thưa MC Quỳnh Linh, kính thưa MC Hồng Vân. Dạ em xin chào chị. Thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là cha của cháu Nguyễn Hữu Toàn. Nói chung cái tiêu chuẩn của hai cháu đưa ra thì nó cũng gần như là tương đồng, gần như là giống nhau. Hai cháu cũng tạo điều kiện để mà quen biết nhau. Xin nói thật. Rồi, cảm ơn chú nhiều nha. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. Chào em ạ. Hôm nay lần đầu tiên gặp em thì anh cũng có món quà gửi tặng em. Đây là đóa hoa lavender. Đóa hoa này nó cũng tượng trưng cho cái tình cảm của anh, nó rất là nhẹ nhàng và ấm áp. Anh hy vọng là nó sẽ giúp em có cái tinh thần thật là thoải mái và thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Dạ, ôi, em cảm ơn anh. Nói rất là hay luôn, mặc dù là chưa có người yêu. Anh gửi em. Dạ. Thì em cũng có một món quà, đó là một quyển sách mà em rất là tâm đắc. Thì em có ghi một vài câu mà em tâm đắc ở trong cuốn sách. Thì anh có thể... Anh xin phép được đọc hả? Dạ. Đúng rồi, đọc đi. Hãy nhớ cách duy nhất để có thể tìm thấy hạnh phúc là đừng mong đợi được biết ơn, mà hãy cứ cho đi và vui hưởng niềm hạnh phúc từ việc làm ơn ấy. Làm gì có đau khổ nào mãi không dứt được, làm gì có cảm xúc tiêu cực nào mà không thể nguôi được. Nếu bạn mất đi một điều gì đó, ông trời nhất định sẽ bù đắp khoảng trống cho bạn. Vì cuộc sống này có quy luật bù trừ mà. Đừng bi quan, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc. Cuộc đời này giống như một cuốn sách vậy, nó có thể ngắn nhưng nhất định phải hay. Rất là hay, cảm ơn. Dạ, không biết là anh đã đọc cuốn sách hay chưa? Mình thì rất thích những cuốn sách mà bestseller vậy, mà mình thì chưa đọc cái cuốn này. Dạ. Mình dạ. Rất là cảm ơn. Con hơn người ta 2 tuổi mà mắc gì con phải mầm mình, con xin anh. Dạ. Tại con thấy xương mình nó ấm áp. Anh dạ. Đi. Anh xin cảm ơn em. Dạ, em cũng vậy, cảm ơn anh nhiều. Mời hai bạn về ghế rồi chúng ta trò chuyện đi. Hồi nãy thì anh có nghe em nói là em không thích người con trai da trắng cho lắm. Vậy em có muốn anh là hơi đắng cho đen bớt không? Không, em nghĩ da trắng như anh á thì ra nắng thì sau một thời gian nó cũng trắng lại à. Dạ. Kiểu như nó nhanh trắng lại á. Thì không biết là anh ở Bình Dương đó thì một tuần anh có thể xuống Hồ Chí Minh mấy lần? Bình Dương với thành phố thì cũng gần, anh có thể là xuống gặp em 2-3 lần gì đấy. Còn ngoài ra thì khi nào em cần thì anh sẵn sàng có mặt thôi. Chứ không phải khoảng cách không phải là vấn đề đấy với anh. Nếu như muốn thì mình sẽ có cách. Không biết là em có muốn về Bình Dương mình làm việc và sinh sống không? Nếu mà em và anh tìm hiểu thì sau một thời gian nếu mà tình yêu đủ lớn thì em sẽ đồng ý về Bình Dương. Không biết là em dự định là khoảng bao lâu nữa mình sẽ lập gia đình không? Dự định của em thì tầm 1-2 năm nữa. Nó cũng trùng với dự định của anh. Rồi, bây giờ Toàn bước tới nắm tay bạn gái ha. Hát tặng một bài hát nào đó. Dạ. Thì hôm nay anh cũng có món quà là một bài hát tặng em. Đó là bài Nắm Lấy Tay Anh ha. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi tròn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi, xin em hãy cứ tin, nắm tay nhau thật chặt và giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi tròn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Bạn gái đáp lại đi. Xin tặng anh với lại cô chú Quỳnh Linh, đó là bà nếu được lựa chọn. Nếu bây giờ được lựa chọn một lần nữa thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ... Quên. Nói chung là hai đứa hợp nhau vì chuyện hát hò đó. Bây giờ Toàn nhìn thẳng vào mắt bạn gái, nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình về cuộc nói chuyện ngày hôm nay và mong muốn điều gì? Tuy đây là lần đầu tiên anh gặp em, nhưng là đó cũng là do cơ duyên.
thì anh hy vọng anh và em sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và lắng nghe nhiều hơn vì và đồng hành với nhau qua những cái chặng đường khó khăn ở phía trước. Thì anh tin rằng là đi qua những ngày mưa chúng ta mới yêu thêm những ngày nắng ha. Thì giống như anh nói thì em với anh đến đây cũng là một cơ duyên. Thì mình cứ cho nhau một cơ hội nào đó để cùng tìm hiểu. Nếu về lâu về dài nếu mà được thì chúng ta sẽ cùng tiến tới hôn nhân. Rồi, về ghế ngồi đi các bạn. Rồi, đây con. Để tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ đưa ra quyết định. 1 2 3 Trời ơi, nó bấm đồng điệu luôn. Bấm rất đều với nhau. Trái tim cùng đỏ ao luôn. Trời ơi. Kính thức là các bạn đang hẹn hò với nhau. Nắm tay đi con. Đó, bây giờ coi như hôm nay là có gia đình của bạn gái đang xem chương trình. Mình xin phép gia đình bạn gái với gia đình của mình, hai bác với ba mẹ cho tụi con hẹn hò với nhau và hứa với người lớn những gì đi. Đúng rồi, với lại xin luôn nụ hôn đầu tiên của bạn này. Rồi, con phải cảm nhận nha. Dạ, kính chào hai bên gia đình ạ. Con xin hứa là sẽ quan tâm và chăm sóc bạn, em bằng tất cả trái tim và trách nhiệm ạ. Yeah. Hôn luôn con, đã xin rồi là hôn luôn. Dạ, con xin phép. Hôn đầu tiên đó. Từ từ chứ, không được. Đúng rồi, hôn lẹ quá, đầu tiên mà về là từ không từ ấn tượng. Từ từ nha, hôn đầu tiên nó phải ấn tượng. Dạ, bắt đầu hôn lại hả? Hôn lại. Lâu lâu nha, để từ từ, rồi, để vô. Để nguyên nha, để nguyên, hít vô. Làm lại coi cho nó được coi, trời ơi. Chủ động vô. Chủ động vô, nãy nghe bạn gái nói không, chủ động lên. Có cái cặp kia, cái bạn nam á, bảo rất là khôn nha. Tại vì hôn bên đây, hai cái micro nó đụng, không có đụng được cái bản dòng quanh đây. Đó, qua bên đó nụ hôn đầu tiên nó phải ấn tượng. Không phải ấn tượng là không được đó. Cô nói vậy mà con còn chưa hiểu nữa. Đó, dòng qua đây. Rồi đó, hôn đi. Dạ. Trời, nghe rồi đó. Nghe cái cốc. Ai, dễ thương lắm. Cặp đôi này với sự hỗ trợ của hai bên gia đình á, hy vọng rằng hai đứa sẽ cố gắng chăm sóc mối tình cho nó đẹp nha.